Bây giờ cứ nghĩ mà xem, một cô gái mà hàng ngày xịt nước hoa, hàng ngày skin care để giữ cho bản thân rất là sạch sẽ, rất là thơm tho thì lại muốn đi ôm một anh chàng hôi nách sao? Đương nhiên là không rồi. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của mình và mình là Trần Minh Phương Thảo. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với một video. Mình sẽ tiết lộ cho các bạn biết 7 thứ mà con gái để ý đầu tiên ở con trai. Nếu như mà các bạn đang tò mò và đặt câu hỏi rằng là không biết một cô gái khi mà nhìn bạn, khi mà gặp bạn, khi mà tìm hiểu về con người của bạn thì họ sẽ để ý những cái điều gì đầu tiên đúng không? Thì video ngày hôm nay mình sẽ tiết lộ cho các bạn điều này. Điều đầu tiên mà mình muốn nói đến đó chính là tóc của bạn. Có bạn mình ấy thì nó từng nói với mình rằng là con trai ấy mà để kiểu tóc giống Lee Jong Suk là auto đẹp trai. Nó thì nó cũng không phải là fan của Lee Jong Suk đâu, nhưng mà từ đó thì chúng ta có thể nhận thấy rằng là con gái ấy thì cũng rất là để ý đến tóc của con trai. Và mình cũng công nhận một điều rằng là các bạn trai ấy, nhiều khi các bạn ấy chỉ cần thay đổi kiểu tóc thôi thì có thể xấu đi rất nhiều hoặc là đẹp lên rất là nhiều. Một kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt của bạn rồi gọn gàng này thì có thể khiến cho cái ấn tượng đầu tiên của bạn trong mắt con gái nó được nâng cao lên rất là nhiều. Thậm chí thì tóc của bạn cũng không cần đẹp quá đâu, nhưng mà bạn chỉ cần để nó gọn gàng và chăm sóc nó một chút thôi thì chắc chắn bạn sẽ ghi điểm 100% luôn. Chẳng thế mà các cụ ta đã có câu là cái răng cái tóc là gốc con người mà. Và điều thứ hai mà con gái sẽ để ý đầu tiên ở con trai đó chính là quần áo. Mình tiết lộ cho bạn nam một sự thật nhá, và các bạn hãy ghi nhớ cho mình. Đó chính là con gái ấy thì thường không thích con trai mặc những cái áo quá bó và mặc những cái quần quá bó sát đâu. Thực sự mình thề, nếu như mà bạn hơi béo một chút, hơi thừa cân một chút mà mặc mấy cái đồ bó sát ấy thì trông không khác gì khúc giò luôn. Và đương nhiên rồi, con gái thì cũng không thích con trai ăn mặc quá rườm rà. Mình thấy con trai ấy cứ ăn mặc đơn giản một chút, với những cái màu sắc nó đơn giản ấy thì auto là đẹp rồi. Và một tip khi chọn quần áo là cứ chọn những cái áo, cái quần nó rộng rãi, nó thoải mái một chút, chứ đừng có mặc những cái đồ mà nó quá bó hay là quá ngắn nhá. Điều thứ ba mà con gái để ý đến thì đương nhiên là gương mặt rồi. Nhưng mà chi tiết và đặc biệt hơn một chút đó chính là da mặt nè. Nói chung là mặt đẹp trai thì còn gì phải nói nữa, mặt đẹp trai thì auto là được để ý rồi. Nhưng mà ấy thì con gái cũng khá là để ý đến da mặt nữa. Ví dụ như là da mặt thì nhìn không được vệ sinh cho lắm, nó khô này, xong nó tróc vẩy ra này, hoặc là da mặt quá là nhiều dầu bóng nhảy đây này, xong rồi mụn này, thì nó cũng thể hiện rằng là bạn chưa chăm sóc bản thân được một cách tốt nhất đấy. Nên là mình thấy con trai ấy, cái việc chăm sóc da mặt nó cũng khá là đơn giản. Vì vậy bạn hãy cố gắng chăm sóc da mặt của bạn, không cần yêu cầu quá cao để cho nó đẹp rồi nó cầu kỳ như là con gái đâu, nhưng mà cố gắng làm sao để giữ cho nó sạch sẽ, không bị mụn, không bị quá dầu và cũng không bị quá khô là ok. Rồi điều thứ tư mà con gái để ý đến đó chính là vóc dáng của bạn. Mình từng xem một video phỏng vấn rằng là con gái để ý điều gì ở con trai ấy, thì phần lớn câu trả lời các bạn nữ ấy, các bạn ấy không quá để ý đến việc body rất là đẹp rồi sáu múi đâu, mà thường thì con gái sẽ để ý đến sự săn chắc của bắp tay các bạn. Và đương nhiên rồi, con trai ấy mà gầy một chút thì sẽ được các cô gái yêu thích hơn. Và đấy, nếu như mà bạn chưa biết cách nào để gầy ấy thì có thể sử dụng thử Coffee Idol Slim nhá. Đây là một sản phẩm ấy đã giúp mình giảm cân thành công và mình cũng đã tư vấn và giúp rất là nhiều bạn giảm cân thành công. Mình để một vài những cái feedback ở đây nhá. Và nếu như bạn cũng cần tư vấn giảm cân và muốn dùng sản phẩm này ấy thì có thể nhắn tin cho mình qua Instagram của mình phuongthao.zoe nhá. Rồi điều thứ năm mà con gái sẽ để ý ở một chàng trai đó chính là giọng nói của bạn. Cái giọng nói ấy thì đôi khi nó thể hiện rất nhiều về mặt cảm xúc của bạn. Ví dụ như khi mà bạn đang nói ở một tông giọng cao và nói nhanh ấy thì có nghĩa rằng là có thể bạn đang lo lắng một cái điều gì đó. Vì vậy, một chàng trai ấy nói với một tông giọng trầm và cái tốc độ nói nó vừa phải ấy thì sẽ ghi điểm hơn trong mắt con gái. Các bạn biết đấy, cái tông giọng và cái tốc độ ấy thì các bạn hoàn toàn có thể tập luyện được, nên là chú ý một chút về điều này nhá. Bởi vì với một cái giọng nói trầm này và cái tốc độ nói nó phù hợp, nó vừa phải ấy, thì bạn cũng sẽ ghi điểm rất nhiều về sự tự tin đấy. Điều tiếp theo mà mình muốn nhắc đến đó chính là mùi. Hồi sinh viên năm nhất ấy thì trong câu lạc bộ của mình có một anh ấy thì cũng khá là đẹp trai, có gu ăn mặc, có một kiểu tóc đẹp.
và nói chuyện thì cũng khá là hài hước. Nhưng mà có một lần mình đứng gần anh ấy và mình phát hiện ra rằng là tuy là anh ấy đi một đôi giày rất là đẹp, thế nhưng mà cái đôi tất thì có vẻ là nó khá là bẩn, và ở chân của anh ấy thì phát ra một cái mùi mà nó rất là đậm luôn ấy. Và đúng cái giây phút đấy mình kiểu bị sốc ấy, mình bị sốc và nói chung tất cả mọi hình tượng nó sụp đổ hoàn toàn luôn. Nói chung nó không chỉ ở vấn đề mùi mà nó còn là vấn đề vệ sinh nữa. Nên là nếu như mà bạn đẹp trai, bạn ngầu, bạn thời trang đến thế nào mà bạn không vệ sinh thì bạn bị loạn. Ok. Nếu như bạn làm những cái công việc lao động chân tay này, hoặc hoặc thậm chí là làm nhân viên môi trường ấy thì mình không nói, bởi vì thực sự bản thân mình thấy những cái công việc đó là những cái công việc nó rất là cao quý và mình cực kỳ tôn trọng những người làm công việc như vậy. Tuy nhiên, nếu như bạn chỉ làm những cái công việc hàng ngày ở văn phòng hoặc là tiếp xúc với máy tính và không phải tiếp xúc với mùi ấy, mà bạn lại không thể giữ vệ sinh cá nhân được, thể giữ cho bản thân có một cái mùi hương dễ chịu được, thì thử hỏi làm sao mà có ai mà dám ôm bạn cho được, đúng không? Bây giờ cứ nghĩ mà xem, một cô gái mà hàng ngày xịt nước hoa, hàng ngày skin care để giữ cho bản thân rất là sạch sẽ, rất là thơm tho, thì lại muốn đi ôm một anh chàng hôi hách sao? Đương nhiên là không rồi. Nên là luôn giữ cho bản thân mình có một cái mùi hương dễ chịu cũng là một điểm cộng đấy nhá. Rồi điều cuối cùng mà mình muốn nói đến đó chính là bàn tay nè. Nghe thì có vẻ khá là kỳ cục, nhưng mà mình có một đứa bạn và nó luôn để ý đến bàn tay của con trai trong lần gặp đầu tiên, và đặc biệt là phần móng tay của con trai. Nếu như mà phần móng tay ấy nó dài và nó không được vệ sinh cho lắm ấy thì thực sự nó sẽ là một cái điểm trừ rất lớn. Nếu như bạn chơi nhạc cụ này, chơi guitar này thì cái tay phải của bạn phải để móng tay dài một chút, ok, không sao, điều đó có thể hiểu được. Nhưng mà nếu như bạn không cần dùng đến móng tay trong việc chơi nhạc cụ hay là làm một cái điều gì đó trong công việc hay là đam mê của bạn ấy, thì làm ơn cắt móng tay và giữ móng tay sạch sẽ nhá. Phần lớn ấy thì các cô gái nói rằng là họ bị tắt nắng cực mạnh khi mà nhìn thấy một chàng trai để móng tay dài mà lại còn bẩn đen kịt luôn á. Đôi khi thì có thể những cái chi tiết nhỏ này các bạn không để ý đâu, nhưng mà cố gắng để ý một chút để chúng ta có thể vừa đẹp hơn, vừa tự tin hơn, lại vừa ghi điểm hơn trong mắt crush, trong mắt con gái nhá. Ok, như vậy là video ngày hôm nay thì mình đã nói với các bạn những điều mà con gái để ý đầu tiên ở con trai. Mình hy vọng rằng là nó sẽ hữu ích với các bạn nhé. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và nếu như thấy video này hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh của mình để có thể ủng hộ cho mình nhé. Và hãy kết nối với mình qua Facebook của mình Trần Minh Phương Thảo và Insta của mình phươngthảo.zoe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.